Trả thầy nữa. Con nói thật thầy không tin đâu. Không đủ tiền cước nó gửi thầy đi thầy nữa. Đó, nhưng mà đừng có nói nhiêu tới 70 mấy đồng. Kỳ trước cái thầy giả nó 70 mấy đồng dư á. Kỳ vậy đó, bởi vì thằng này sợ lắm. Nha. Yeah. Cứ lo là đã khế về có chuyện gì cái lo trả cho nó rồi cho nó chắc ăn. Vâng. Cứ sợ nó mình thấy. Nói thì đó được rồi. Đó thì thôi thầy vui vẻ quá rồi cái gì. Tháng này tháng vô. Ủa phải cái cây tre đẹp không? Lên đó, đó mấy, à, lên đó, nó tới cái nó bự, nó lên che cả cái mát luôn, hay cái mành mành luôn đó. Hai gì mình có tiền á, trồng hết ra đây luôn. Khỏi trồng, không lên nữa hả? Khỏi trồng nó nở ra, nó rẻ ra, năm tới năm đầu mấy nhánh á, bởi vì cho nên nó mới đào đất cái sâu đặng cho nó đừng nhảy nhiều, rồi ông ấy ông mình có tiền á thì mình mua liễu mình chơi, không có tiền thì mình trồng tre vậy nó cũng thước tha vậy nó cũng đẹp vậy. Đẹp chứ. Cái tâm nó đẹp, cái ngà tâm mà nó an lạc, nhìn gì cũng đẹp hết á. Nó gió lắc phát, nhìn tre thì mình cứ nghĩ nó nhìn liễu đi. Nó gió đưa tơ liễu muôn mành gì đó. Cái câu mà gió đưa tơ liễu muôn mành, con quanh học nói trên cành liễu lo. Giờ không có ấy thì mình nhìn lấy tre thế liễu, trời gió nó lắc phát. Nhưng mà bây giờ phải với anh em nó qua phải chặt bớt cái cây này nè. Cây này nó làm elegy quá trời luôn nè. Cây bên trắng trắng đó đó. Đó. Bông quá trời bông đó, nó hoa gần chết luôn á. Thấy không? Chặt bớt đi thôi. Chặt chứ. Chặt bớt đi thôi. Đó. Bên nhà của người ta đó. Nhưng mà nó gieo bên mình đó. Bên mình thì còn chặt được thôi. Hoa nó nở. Đó, ngồi thấy cành liễu nó đung đưa đẹp. Ủa cành tre. Cái này tre này chút. Không biết đâu, tre trúc cũng bà con dòng họ đó thôi, cứ kêu đại theo ông Mỹ có phân biệt tre trúc không? Trúc. Cái này trúc hả? Dạ. Tại không trúc. Có rành đâu, tôi thiệt cái vụ gì chứ. Nhưng mà nó phải có được cái cây màu vàng á, đẹp hơn. Thôi màu nào cũng được, nhưng Mỹ có cái loại, nếu mà nó trúc có lại trúc màu vàng á. Hồi xưa con có quen rồi, con có biết. Mà giờ này nó dập tiệm rồi, hồi xưa có cái tiệm tàu á. Nó trồng trúc vàng. Dạ. Đó. Nhưng mà giờ con hết rồi. Mấy chục năm, 40-50 năm rồi. Nó lên đây chứ, sang năm mới có khi lên trên. Bây giờ ông chở tôi đi nó mấy việc. Thứ nhất là tôi đi mua mấy bọc phân. Dạ. Thứ hai là phải ghé chỗ internet sao tự nhiên nó tắt rồi. Nó mai là bữa nay giảng, nay ra ngồi sang giảng là nó nhờ cái máy. Internet thì gọi nó thôi. Không gọi sao nó tắt internet tôi rồi. Mai hồi qua đó sở dĩ cũng tinh tấn nha, làm mà tới 7 giờ mấy xong cái vô mệt quá. Con gọi trong khi thầy đi mua phân thì con ngoài con gọi mệt quá không có tụng kinh nổi, cái thành ra ngồi đọc kinh, ngồi đọc mới soạn bài sẵn rồi đó. Chứ nếu mà ý lại như mỗi khi sáng ngủ dậy mới soạn là bữa nay là không có bài giảng. Chứ sao cái này con hả? Thì mai nhờ cái này xài siêu bằng cái số điện thoại. À thì được hả? Ừ. Vậy thì tí con phải gọi nó ngay. Tí con đưa thầy lên gôn mặt. Trong khi thầy đi mua đồ á, mua phân nhất gì đó, thầy mua gì trong gôn mặt đi. Thầy đưa thì con gọi nó. Đấy rồi, cứ 10 giờ đêm, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ nó off on nè. Thì đâu có hai nó tắt internet đâu. Mà hôm qua là soạn cái bài giảng bữa nay rồi. Soạn rồi cho nên tới chừng mà sáng ngủ dậy mở internet không có, cũng bay ra khiến sao mà in rồi, ủa không in, lưu trong máy rồi mới in ra cái máy in đó, ngồi giảng đó. Yeah. Bởi vì giảng kinh bộ thì đâu có ngồi nó không khống được. Giờ cái đầu đó bây giờ nó đâu còn như xưa nữa đâu. Giờ cái gì cũng phải giấy tờ. Nhiều chuyện lắm. Không phải, tại vì thí dụ hồi xưa mình giảng cái bài kinh nào rồi mình nhớ. Bây giờ chỉ nhớ mang máng, không biết cái nào mình phân tích rồi nào chưa không, phải không? Vậy chứ thầy dạng nhiều quá rồi không nhớ nổi nữa. Tính ra mấy ngàn bài rồi. Nếu mà nói đi nói lại chứ dầu cái gì cả gia đình này cũng đóng góp mấy ngàn bài giảng này đó. Từ hồi năm 2013 tới giờ. Mà thật tình mà nói thầy dạng hồi xưa, bây giờ thầy dạng thầy có khác biệt không? Khác chứ. Khác nhưng mà cái lý tưởng là nó vẫn là một. Nhưng mà văn tự, ngôn từ cũng như là cách trình bày thì nó phải. Nghề nó dạy nghề thì nó phải khác chứ không? Chứ không thể nào hồi xưa được. Nhưng mà cái điều mà làm sao mà ban đầu chặn giữa rút sau á, là mình không có thay đổi cái nội dung kinh.
Nhưng mà thí dụ nó khác là vậy. Thí dụ ngày xưa mình nói cái gì nó quyết đoán lắm, cho tới mà kêu bạn gọi là cua kẹp trời gầm không giả. Nhưng bây giờ thì mình nó khác là cái tâm lượng của mình ngày nó một lớn lên thì có một cái sự cảm thông. Nên có nhiều người họ chửi tôi ba phải, ví dụ hồi xưa tại sao thằng này nói vụ vòng lai, ví dụ vậy, nhưng mà rồi sao thằng này nói ngược lại, không phải nói ngược. Nhưng mà nó có sự cảm thông, ví dụ mình nói người ta rồi, mà sai đúng gì thì nó có luật pháp rồi. Bây giờ tự nhiên mình đi, mình gọi là mình nói nữa là đâu mình là kẻ hèn, mà trong khi Đức Phật nói á, cuộc đời này làm sao cái chuyện lớn nó quá nhỏ, nhỏ nó quá không. Thấy không? Thí dụ mình thấy cái đó là cái sai, ví dụ vậy, thì mình cứ nói là thôi từ từ rồi nó cũng mai mai một. Cuộc đời này đá nó còn mòn, có chuyện gì nó không mòn. Còn cái nhân quả đó thì đâu có tha thứ đâu. Cái nhân quả nó trả người đó, chứ bắt chứng gì mình cộng nghiệp vô. Nhưng mà thí dụ như vì lý tưởng để càng quảng tiên chánh giáo Như Lai thì phải nói. Cho nên nó ra cái thương trường đó là chiến trường. Chấp nhận ra thương trường là phải chiến trường. Mà chiến trường thì gọi là phải đạp đổ nhau, thấy cũng mệt mỏi. Nhưng mà tôi giờ được cái không thấy không. Ví dụ như ngày xưa mình khác, mình ai nói mình phải kiếm cái lời nào đó mình trả đũa lại để cho nó hả cái cơn giận của mình, phải hơn người ta. Bây giờ không có, bây giờ có khi phải cảm ơn ngược lại người ta. Tại vì khi mình học Phật là nó thấm nó chứ, anh ta nói ăn quá cũng phải thấm tương trao, chỗ thấm. Nên tôi nghĩ tại sao cuộc đời này nó có phước, bản thân tôi cũng, mình nghĩ là mình nhìn lên thì không bằng ai, cái phước của mình không bằng các vị trời, các vị gọi là trưởng giả. Nhưng mà nhìn xuống những người dân thường thì tôi đại phước đó chứ. Nhìn vậy chứ thử kiếm mình, cho nên nói vậy mình mới nghĩ là cũng cảm ơn người ta. Cho nên cuối cùng cuộc đời này á, mà nếu tự mình ý thức của mình chuyển đổi thì mình nó nhẹ dần. Còn mình để trong bụng á, mình giận, mình hờn, mình thù, mình hằn là tự mình giết mình trước rồi. Dạ, cảm ơn thầy. Nên giờ có 10 giờ, thật ra tôi đâu có hay internet, tôi bị tắt đâu. Sáng mở dậy để mà tính là đọc lại cái bài nói chứ bây giờ á. Bây giờ ngược lại hồi nhỏ háo thắng lắm. Ví dụ giảng gì vậy, dầu là lời của Phật của Tổ, nhưng mình muốn tỏ vẻ là mình, tỏ vẻ cái đó là mình hiểu, mình biết, mình này kia. Nhưng mà ngược lại bây giờ thì tôi nghĩ đó, tại sao các hòa thượng, các bậc thầy lớn đã có sẵn rồi, người ta đã một cuộc đời, đã bao nhiêu kiếp người ta tu hành, người ta mới luận giải, tại sao mình lại cái ý của mình, tại sao mình không gọi là soạn lục quá. Thành ra nó nhẹ, bây giờ tôi nhỏ nhẹ, mình đừng nói cái của mình chứ. Thành ra có nhiều khi nói, sao ông giảng giống thầy này, cứ thầy tôi không giảng giống, tôi giảng giống ai. Không vậy, nhưng mà bản thân thầy đó, thí dụ hồi xưa thầy hiểu một phần như vậy, nhưng mà bây giờ thầy lại hiểu khác hơn. Khác, thí dụ như ngày xưa lúc mà nghe cái sáng tôi dẫn chứng á, nghe sư ông Trúc Lâm á, sư ông Tinh Từ á, có một cái đoàn Phật tử ngoài Hà Nội á, tới thăm sư ông, rồi xin sư ông là... sư ông giải pháp cho. Sư ông mới hỏi các Phật tử, bây giờ các Phật tử đã trả lời cho tôi coi, các vị theo đạo Phật, đến với đạo Phật là các vị theo ông Phật Thích Ca Mâu Ni, hay là các vị ứng dụng lời dạy của đạo Phật, thực hành ứng dụng lời dạy của Thích Ca Mâu Ni. Câu hỏi thì mình nghe sư ông hỏi tử đâu hai ý là một, nhưng mà nó hai nha. Bây giờ các vị đến với đạo Phật, các vị theo con đường của Đức Thích Ca Mâu Ni, hay các vị ứng dụng cái thực hành cái lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni, đâu các vị nói rõ cho tôi coi, thì tôi ở đây mới biết là đằng này giống như bổ túc thêm ý hòa thượng. Hòa thượng nói cái văn của hòa thượng mà tôi tóm cái ý vậy đó, thì mình nghe tưởng đâu là theo hay là thực hành thì cũng thế, nhưng mà theo Đức Phật thì cuối cùng sư ông nói á, sở dĩ chúng ta theo Đức Thích Ca Mâu Ni là làm sao theo nổi. Cho nên vậy mà bây giờ cần trước tiên là chúng ta phải ứng dụng thực hành cái lời của Đức Thích Ca Mâu Ni dạy. Rõ không? Và thời đó mình nghe mình không có suy nghĩ. Mãi tới sáng nè, cách mấy bữa nay, có một Phật tử họ đăng lại cái clip đó, đoạn đó, tôi coi rồi tôi mới, trời ơi,
đơn giản vậy mà mấy mươi năm không để ý. Nghe cho ông nói rất là đơn giản phải không? Thì các vị hiện nay theo đạo Phật cái nè, đi đến với đạo Phật nè, các vị theo con đường theo Đức Thích Ca Mâu Ni hay các vị ứng dụng thực hành cái lời dạy Đức Thích Ca Mâu Ni? Thành ra mới nhớ lại cái chữ tổ á, tại sao Phật với tổ, nếu là đại Phật chúng sanh là một thì tại sao phân biệt có Phật có tổ? Nhưng mà cái chữ tổ á, thì Lục Tổ Huệ Năng giải thích rất rõ, hành giải tương ưng thị danh viết tổ. Con người mà hành trì rồi giải thích, hành giải đó có nghĩa là vừa có hiểu biết mà vừa có hành trì á, nó hợp xứng với nhau, tương ứng với nhau thì mấy đó là danh đó là vị tổ. Như vậy thì là sao ông Lục Lâm nói đó, thì hành là mình thực hành cho nên làm sao theo đúng với con đường của Phật được nổi. Trong khi Đức Phật đã từ vô lượng kiếp Ngài đã gieo hạt giống Bồ Đề, cho nên bây giờ đó tôi lại ngộ nè, dường như bây giờ chắc tôi cũng có cái nghiệp, mà cái nghiệp nào không biết làm nó dữ. Dường như ai khen tôi á, thiệt nha, lúc này á, khen thì mình tôi cũng mừng, nhưng mà dường như nó không có đẹp, không có mà chú trọng bằng cái sự chê. Mà chê á thì cũng lo, nhưng mà không phải là lo để rồi khổ. Ví dụ tôi suy nghĩ, trời ơi, hồi đó người ta chửi, người ta chê mình đủ thứ hết trơn, cái rồi cái mình vì cái bản ngã mình khó chịu, mình sợ mất mát. Mà bây giờ tôi hỏi nghĩ với Phật vậy, phàm số tướng gia thị hư vọng có gì mất mát? Thật ra mình có bắt đầu mình mới thực hành á, hành không gì sợ mất mát. Ví dụ như ông thấy không, có những cái mà nếu như ông thấy rõ ràng còn có sự thay đổi không? Nếu mà so lại cái kỳ mà giữa đằng này với mấy ả đây nè, nếu so là cái thời một năm về trước, ông nghĩ tôi cỡ nào? Giờ này đâu có nhắc nữa, thấy mà luôn hoan hỷ. Thế mà qua nhắn tin tôi cũng hoan hỷ đó, tôi nói không trả lời cũng không có nghĩa là không thương cũng không ghét, thấy không? Vậy thôi, mình cứ mình sống vậy thôi, còn cuộc đời mình lăn xăng rồi cuối cùng nó không tới đâu. Có những cái mình cần nên nói, có những cái mình cũng không cần nên nói. Thí dụ giờ tôi quý ông, giờ tôi nói ra chưa hẳn là ông biết là tôi nói thiệt, mà giờ tôi không nói ra cũng chưa hẳn là ông nghĩ rằng tôi không thương ông, không quý. Có những cái cho nên mình suy nghĩ à. Đó là cái tiến gần tới vô ngã đó. Chưa tới, bây giờ thầy tiến gần ít ra đó, ít ra thầy lên được bậc một bậc trên nữa đó, gần tới vô ngã đó thầy. Gần tới ngã đó, dù chưa thấy á, hôm qua thay gì á, nguyên ngày hôm qua tôi làm ở nhà sao bắt cả lương nghe, thay vì bây giờ mình nghe những cái lộn xộn nào là tin tức Biển Đông và tin tức Ấn Độ kia, rồi bắt đầu suy nghĩ đến không, bây giờ bắt cả lương nghe chơi, nghe cái tuồng mấy cái tuồng hồi xưa vua chúa đồ chơi, mà nói chứ mạnh ổng mấy nghệ sĩ bị sĩ hát mình làm chứ đâu phải ngồi nó nghe từng chữ đâu. Nhưng mà giống như nó vẫn có cái nghe cái âm thanh nào mà không dính được. Tới tối xong rồi vô trời, không biết nó đói bụng, không biết không, bởi vì tại sao quyển chuyển cho ăn chiều nó chưa làm nặng, lại qua rinh mấy bao phân rồi phân sẽ còn thì mua mà còn bao, rồi phải rinh rồi phải trộn này kia đó, rồi mấy cái phân cũ á, xúc mấy cái phân cũ chứ thôi nó dẻ xuống làm nó thành ra tối nó đói bụng quá. Mà hôm qua thì ăn có cái gì, ăn tương hột kho với tương nói kho với tổng trắng nữa đó, rồi với canh củ dền, cái ăn hết rồi, hết tổng trắng, hết tương hột, tương hột thì còn cái còn canh củ dền, không canh củ dền ăn nó ngán quá đi, nói chứ thiệt nó cái nó ngán đâu phải ăn hoài, ngày nào ăn nổi đâu. Không biết ăn gì mà lấy mì ăn á, thì nghỉ tối mà ăn mì cái chất dầu nó đóng vô cái bao tử còn chết nữa. Còn miếng cơm trắng thôi, giờ làm sao mà lấy trái hổm đi mua trái sake mà quên làm, giờ nó hư rồi, kho vội kho vã nó cứng cống. Thôi cái lấy miếng muối ớt,
rắc vô cơm, chan canh ăn. Thành ra giống như nó đầy bụng á, tính không ăn nhưng mà rốt cuộc ăn nó đầy bụng. Cái thôi mở máy ra đọc sách, đọc cái bài giảng bữa nay đã khiến không, chứ nếu mà mở máy ra coi tào lao vinh tướng, coi trụi cụi, coi trăng này kia nọ, sáng này sao giảng. Và nó tính là ủa sao ngộ thiệt, đúng là mình buông á, nó có lợi ích theo. Cái soạn sẵn cái bài để đó rồi thì bị đã lưu vô máy rồi, thì giờ có internet, không có internet gì nó cũng in được, chỉ sửa lại thôi. Rồi nếu mà ông chưa có soạn, ông chưa có lưu vô á thì nó đâu còn. Nó cái sáng rồi sửa lại, đọc tới đọc lui, sửa lại in ra, ngồi đâu giảng cũng được, cũng còn cái điện thoại. Cái sáng cái ngủ, trời ơi, ngủ mà cứ thập thòm một phòng lo trời mưa, mà không mưa có chút à. Dạ, mai là mưa có chút à. Cái rồi cái nằm ngủ hồi cái ngủ quên cái chịu giọng á, cho tới 1:30 giật mình thức dậy. 10 giờ là mày off phone nè, giờ cái gì cái là 10 giờ off phone nè. Thôi chuyện ngoài đời, giờ nó có sụp đất thì cũng mình cũng không làm gì được. Thôi off phone ngủ cho nó khỏe. Thì tôi mới thấy á, con người mình mà ràng buộc là cũng do mình. Dạ. Mà giải thoát tháo gỡ cũng do mình. Chứ Đức Thế Tôn có thị hiện xuống nhân gian này đứng trước mặt mình mà biểu mày phải giải thoát, mình cũng không giải được. Do mình. Phật nói rồi cái đó. Tự mình đứng lên thôi, còn ai đứng lên. Tôi nói bây giờ á, ai mà gửi mấy cái tin tức bậy bạ là tôi quỷ kết bạn hết á. Tự nhiên đi hốt rác, hốt nếu hốt rồi đem về nhà mình đi. Ai chửi tôi nó cũng gửi cho tôi coi, đó là những cái kẻ mà vô nghì á, tôi cho là vô nghì. Chứ cái người ý thức á, biết tôn trọng tôi thật sự á, thì đó thôi kệ đi, để ông thầy ông động tâm mắt công ông thế gian mà. Dạ. Rồi tự nhiên đem tống cho tôi coi, đó là thứ vô nghì. Tôi unfan à, ai mà gửi tôi còn ngoài đời nó chửi nhau kệ mẹ nó. Nó muốn chửi gì cũng kệ nó, nó có nhầm với tôi. Bởi vì biết là giống như nó gọi là mặt chai mài đá rồi. Ông thấy không? 10 năm rồi mà nó có vung khống tôi ở Việt Nam như thế nào nữa, cũng 10 năm rồi. Bây giờ mày ngon mày nói 10 năm nữa đi, tao lại mày đó. Mày ngon mà mày nói tao được 10 năm nữa, tao nuôi cả dòng họ mày đó, mày đâu có đổi đâu. Thì đó, bà nào bà chửi Phật bảy ngày đêm mà gì đó. Hôm qua có mấy Phật tử hỏi tới mùa Phật đản có làm mà thầy có định giúp bố thí không? Tôi nói, dạ không. Cái ngày Phật đản là cái ngày gọi rửa thân tâm, chứ không phải ngày tu phước. Thật ra ngày Phật đản là ngày tu trí tuệ là chính. Bây giờ tôi thấy cái tình hình này mình đoán trước thì giống như người ta nói là đã thầy tu rồi sao thầy còn nghĩ trước bên kia. Chứ tôi nghĩ chắc năm nay mình còn nhiều cái đại họa đó. Được cái đại họa đó. Bây giờ tôi nghĩ là cái dịch bệnh mà nếu như mà có may mắn lắm, mà nếu Sở Y tế ở Việt Nam á mà gọi là giỏi đó, mình cho mình cũng cầu nguyện, chứ mình cũng không có mong. Nói chứ quê hương mình đồng bào mà giỏi thì thôi, chứ mà nó bùng phát một cái là chết. Mấy nay nó rò rỉ bùng phát, không thấy không? 19 tỉnh. Thứ hai đó là cái tình hình này đó là sao, nếu mà cho mà dịch bệnh được rồi đó thì cái mùa Vu Lan nay bão tố nó dập cho một trận nữa đây. Bởi vì cái năm này là năm cũng nguy hiểm lắm. Thứ nhất là cái nạn mà đắp đê ngăn lũ rồi xả lũ rồi cũng như mặn gì nè, là sợ gì nó sẽ dập một trận nữa. Thành ra tôi muốn nói mà sợ khi nói lên đó, bà con nói ông tu mà sống lo xa kệ mẹ tới đâu tới, thì nói chứ tôi nói giờ bớt ở Việt Nam bớt tham vọng lại. Giờ có ví dụ như có của cải dư chút đỉnh á thì thấy rằng là gì đó mua, mình nói xin lỗi không phải nói mua vàng với dự trữ cái Mỹ Kim hay là Euro chắc ăn, chứ mà bây giờ mà mua đất cũng chưa hẳn là chắc. Mỹ thì nó ổn định cũng mừng ha, Mỹ nó tạm ổn cũng mừng. Nhưng mà thầy ơi, ba cái đại dịch này có phải cộng nghiệp không thầy? Bây giờ ông bàn tới, ông hỏi tôi suy nghĩ, tôi không nghĩ sao đâu. Bây giờ thôi tôi không nghĩ xa xôi.
giống như ai giờ gửi tin tôi cái gì mà viết tắt cái tôi không có suy nghĩ. Thật sự suy nghĩ nó đau đầu lắm. Cái đầu này bây giờ bắt đầu nó muốn mỏi mòn. Nó chưa giàu mới mòn cho nên là ơn các huynh đệ mà viết thư hay gì mà hỏi đạo tôi cũng nói thiệt là phải viết suông. Viết tắt tôi không hiểu ra, tôi không nghĩ ra. Nè. Ví dụ có người tử, phật tử nó để thanh kiều mà nó chữ thi, chữ hát, chữ ớt thì là tôi bắt công tôi suy nghĩ không biết nó, ủa, nó viết cái chữ gì ta, chữ gì viết tắt vậy đó. À đó tôi không thích, giờ tôi không mail rồi, giờ tôi cũng kẹt lắm á, khi nào lỡ mà nó mail nó báo tiền nặng mình phải trả tiền nước rồi này kia tôi coi thôi, chứ còn mấy cái mail lên tin tôi cũng không có coi nữa. Nói mà mượn là dai, mượn con mắt thịt của cha mẹ đã khổ rồi, bây giờ mượn cái kiến này đeo nhức mắt lắm chứ ông tưởng hả, đeo nó khó chịu lắm, mà giờ ông đeo nó lại không thấy đường, đi đâu cũng mang nó theo, khó khăn dữ lắm rồi, dai mượn đã khổ muốn chết rồi còn. Nhưng nhìn xa vậy nè là thấy, còn nhìn về ví dụ thấy mặt ông mà tôi không có nhìn đó, thấy rõ nét, còn nhìn chữ như vậy nè thì càng là coi như nó mờ mịt rồi. Vậy rồi hơn thua, nhờ vậy á những cái giày đó nó mới cảnh tỉnh tôi bớt hơn thua. Chứ tôi nói thiệt ông á, tôi là tôi nói thiệt cái cộng đồng mà mọi người mà tôi là con người, tôi là ăn miếng trả miếng chứ tôi không có nhịn đâu. Nhưng mà thấy vậy đó là cho tới một ngày nào đó đó, một ngày nào đó mà vô thường nó réo gọi cái gì nữa là ra đi khám bệnh mà có giấy bác sĩ rồi, nó bệnh này là coi như là phải cần điều trị gấp rồi kia, lúc đó là bắt đầu mới xuống lần nữa. Giờ này thì chưa có xuống là tại vì nó cũng còn chưa có giấy, mà chưa có giấy thông hành không, chứ mà có giấy thông hành là tiểu đường hay là ung thư hay là tai biến đâu ra rồi, cái đó đó là phải xuống lần nữa, kỳ này mới xuống con bậc. Tôi ít ra còn có xuống thầy cho đó này, ít ra còn có xuống còn hơn là thầy chứ càng lên. Nhưng mà tự ý thức là không ai dạy tôi được á, tánh ông tánh tôi là thì khó ai dạy lắm, tự tôi ý thức à, mà đừng có chọc chọc, nhưng mà nghĩa là tự ý thức thì giống như nó ngấm ngầm ở đó nghe, chứ nó chưa hẳn là ở cái bàn ngã lớn quá đó thầy, nó dạy thầy tự ý thức thôi, còn mà ấy không được đúng rồi. Ok thôi đi nghe thầy nghe, con xin thầy nghe, bây giờ đi qua mạc hả, để quên mạc cho thầy xuống trước cái này mua gì để mua, rồi ông gọi internet cho bạn, tôi con internet xong rồi cái qua mạc nó có gần cái chợ Việt Nam, chợ mà chợ nhỏ Việt Nam không, chợ nhỏ mà cái chợ mà không mua bánh chuối chiên đó. Vâng, thầy cần gì sát bên hả? Vâng, thầy không đi được mà thầy cần gì, không có chợ nào gần nhất đi mua nó mới nhớ mới nó mua gì thì quên rồi, mua gì tự nhiên giờ nói thôi gì? Không cần, tại chứ đi mua cái quần mặt trước là quan trọng nhất. À, rồi mua... còn thiếu gì lên xe là nhớ, thì không nhớ thì mai con mua cho mua, thầy mấy, mua một hai hộp sữa bò, sữa ông thọ đó, chứ thọ trong quần mặt thiếu gì, ông thọ qua mặt có hả, có để có khách đó rồi tôi nấu curry hay là tôi mỗi sáng cho mấy anh em ăn để công quả đó. Vâng, tối thứ năm, quả thứ năm là Nguyên Quang qua buổi chiều, tối thứ năm là hai vợ chồng Kim Anh lái xe đi tối luôn, rồi sáng thứ sáu có mặt hết. Vâng, sáng thứ sáu xong mấy rồi sáng ngồi lại tôi nói chuyện, mới làm gì tôi trình bày, bây giờ tôi qua tôi nói sơ sơ thôi, bây giờ vậy thì tôi cũng nói thiệt là tôi nhỏ lớn đâu cũng biết làm nhà làm cửa gì, thì quý vị qua tôi cảm ơn, thì coi như giống như năm qua chết rồi cái nhà tôi, ví dụ coi lại điện tôi muốn gắn đây cái chỗ điện tôi cấm đi, thì có đây rồi này xa quá nên là kéo, kéo dây qua không ấy, kéo bỏ dây kéo lòng thòng với chỗ Quan Âm cho một cái đèn, chứ cái đèn mấy cái đèn mình đang xài là đèn năng lượng, nó muốn hư thì nó hư rồi, là một cái hai nữa là gì đó. À, chép lại coi cái nó có nứt nẻ đường điện không, đường nước không, nghĩa là giúp tôi vậy đi. Rồi cô Kim Anh thì cậu nữ thì tôi nói giờ đừng có mua đồ tùm lum, đồ phải xài một cái chảo thôi là tôi đủ canh kho tôi làm được rồi, nhưng mà thiếu gì son nồi không nước, bà cụ bá dục ra tôi lượm tôi về tôi chùa tôi cắt cả đống kìa. Rồi đừng có mua, chừng nào có gì thiếu hả mua,
tốn tiền á. À, rồi như thí dụ như qua giờ có mấy cái đồ mà tiếng Anh tiếng Mỹ tôi đâu có biết là phải làm dấu, à cái này xài cái gì, à, bột này là bột gì, yeah. Rồi trà này uống sao, yeah. Cà phê này uống sao, tôi đâu biết tiếng Anh. À, giúp nữ thì giúp như vậy, còn nam thì giúp như vậy. Rồi nếu mà các vị đi bằng xe tải, xe gọi là xe có cái thùng sao á, đang chở đồ cũng được. Rồi nếu mà bà cụ ở bên Cali mà mắc, à hồi nãy nó điện cho Phật tử là nếu như á, mà phải hỏi hôm trước cái vé máy bay là American phải không? Không nghe đúng American chứ gì? Không nhớ, không biết là Southwest hay không, không phải Southwest, chắc chắn không phải Southwest rồi. Yeah. Còn không, ông coi lại còn phải không? Vâng, ông coi lại để hỏi, bởi vì hỏi giờ tôi không có chích ngừa, à. Tôi đi máy bay nó cho, nó dĩ nhiên nó cho rồi, nhưng mà nghe có cái tin đó là nó bắt phải chết trước 24 tiếng đồng hồ, thì cũng không sao, nhưng mà chắc vậy thì mình phải chết trước để ra nó trễ nải. Ví dụ như vì nó có mắc á, thì tôi đi ví dụ sợ delay thì đi qua trước một buổi tối, thì sáng làm đám xong rồi làm đám xong mình về thì mình không lo, mà quan trọng mà rủi bận qua đó mà nó trễ, rủi máy bay nó quản lại, nó trễ cái giờ làm lễ tội nghiệp ta, làm Cali lễ đâu 2 tiếng đồng hồ à. Cali Houston, Cali ở trên phi trường trên quay nha, trên quay nhớ khi nào đổi cho tôi phi trường trên quay là gần thành phố nào, gần Santana thế hả? Dạ. Qua làm đóng xong về liền, mà làm đóng đó vòng 2 tiếng à. Vâng. Okay, không không có cúng cơm, không có tang chế gì hết, giống như qua để gì về ni sư tu á, nó gọi là làm cái lễ xả giới, rồi giống như mình cũng chúc cầu nguyện rồi thôi, chứ không cúng cơm, không có tan, không gì hết trơn á. Ủa xe ai vậy? Không có ai hết rồi. À rồi, rồi cái hình nó đem về đây. Cái cốp thì trời chừng nào cổ nhà tôi ôm luôn cái nít trời đây. Ôm nó đâu có cho, phải có giấy tờ đâu cho. How you mean? Nói gì? What you looking for? We actually grew up here. Huh? We grew up here. Oh, really?